Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 19 tháng 1. Nó sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Thưa quý vị, lúc này đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 ngày tập luyện trước khi lên đường sang Australia để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà vào ngày 27 tháng 1 sắp tới. Trong chiều qua thì buổi tập của các cầu thủ đã diễn ra trong không khí vui vẻ thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã chia sẻ mong muốn cùng các đồng đội đem lại niềm vui và một cái Tết đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục miệt mài tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới tại vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Ở buổi tập diễn ra chiều qua 18 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhả khối lượng tập luyện để đảm bảo cho các cầu thủ trở lại với trạng thái thể lực tốt nhất, chuẩn bị cho trận đấu nội bộ rà soát, đánh giá lực lượng diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Tân đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã thay mặt toàn đội thể hiện sự quyết tâm mang tới cho người hâm mộ nước nhà món quà Tết thật đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 1 Tết Nguyên đán. Như thông tin được biết thì khoảng 20.000 khán giả sẽ đến được sân Mỹ Đình, thì tất cả các cầu thủ cũng rất là hy vọng các khán giả sẽ đến sân và tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu tới. Thì đấy là một động lực rất tốt để đội tuyển có thể có một kết quả tốt. Thật ra thì trong đội tuyển thì mọi người đều ủng hộ, bất kỳ ai làm đội trưởng thì đều nhận được sự tín nhiệm của toàn đội và ban huấn luyện. Cho nên là thân em hay bất kỳ ai có được cái trách nhiệm này thì luôn luôn cố gắng thúc đẩy toàn đội có được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới. Tất nhiên là trước khi gọi lên thì thầy Park cũng như là ban huấn luyện cũng đã có đánh giá, có sự trao đổi với các bộ phận y tế để bản thân mình có được cái phong độ cũng như là cái thể trạng tốt nhất. Việc có nhiều cầu thủ mới hơn thì bản thân các cầu thủ cũ và ban luyện sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn vì các cầu thủ mới thì sẽ cần thời gian hòa nhập. Như đã thông tin trước đây thì đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2022 vì một số cầu thủ dương tính với COVID-19. Thế nhưng trong chiều qua, tin vui đã đến với các cô gái vàng cũng như người hâm mộ nước nhà. Kết quả xét nghiệm PCR của 14 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đều đã âm tính. Và ngay lập tức hôm nay, các cầu thủ này sẽ đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022. Tin vui đã bay đến vào cuối ngày hôm qua, khi đầu Tây Ban Nha nhận được thông báo kết quả xét nghiệm PCR của 18 thành viên đội tuyển, gồm 14 cầu thủ và 3 trợ lý huấn luyện viên cùng một cán bộ đoàn, được thực hiện vào chiều tối ngày 17 tháng 1, đã có kết quả âm tính. Trên cơ sở này, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết để có thể đưa 18 thành viên tiếp theo có mặt tại Ấn Độ trước ngày thi đấu chính thức. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết, 6 thành viên còn lại sẽ được kiểm tra y tế tiếp theo vào ngày 20 tại Tây Ban Nha. Ông cũng đã phân công một bác sĩ ở lại để theo dõi sức khỏe cho 6 thành viên này, cho đến khi có kết quả kiểm tra tiếp theo. Như vậy, 18 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển sang Ấn Độ và có mặt tại thành phố Pune vào ngày 20. Cũng trong ngày này, ông Mai Anh Hoàng, cán bộ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều động sang Ấn Độ để hỗ trợ các công việc của đội tuyển nữ Việt Nam, cũng sẽ có mặt trong vai trò trợ lý lãnh đội, nâng tổng số quan chức đi theo đội bóng lên 16 người. Sau quãng thời gian tập chay do không đủ quân, câu lạc bộ Hà Nội đã bước vào giai đoạn chuẩn bị giáp đội hình để hướng tới mùa giải 2022. Những ngày qua, đội bóng thủ đô liên tục tổ chức thi đấu giao hữu để cọ sát và kiểm tra nhân sự. Sau chiến thắng trước Phú Đồng, thì đội bóng của huấn luyện viên Park Chung-kyun đã phải trải qua 90 phút khó khăn khi đối đầu với đại diện đến từ giải hạng nhất là câu lạc bộ Phố Hiến. Sau quãng thời gian tập chay vì chưa đủ quân số, câu lạc bộ Hà Nội đã bước vào giai đoạn giáp đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới tại V-League 2022. Và trong những ngày qua, đại diện của bóng đá thủ đô đã liên tục có những trận đấu giao hữu để cọ sát. Sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Phú Đồng, đội bóng này đã gặp khó khăn nhiều hơn khi đã giao hữu với Phố Hiến FC. Dù chỉ là một trận đấu tập, nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Chung-kyun đã cho thấy sự nghiêm túc của mình khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Các cầu thủ quan trọng cũng như các ngoại binh của Hà Nội FC đều xuất trận. Đội bóng này đã dễ dàng kiểm soát thế trận. Thế nhưng, sức trẻ và quyết tâm cũng đã giúp Phố Hiến tạo nên nhiều khó khăn cho đối thủ. Và phải nhờ tới sự tỏa sáng của bộ đội kỳ cựu Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội mới có thể ngược dòng thành công trước đại diện tới từ hạng nhất trong trận đấu giao hữu thứ hai của mình. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu hiện đang điều trị chấn thương đầu gối tại Hàn Quốc. Sau hơn 2 tháng phẫu thuật và hồi phục, chấn thương của cầu thủ này đã có những chuyển biến rất tích cực. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã có thể tự chạy bộ bằng máy. Và đây là một trong những dấu hiệu rất đáng mừng, bởi lẽ chấn thương đầu gối luôn là một trong những chấn thương rất nặng và khó bình phục.
Sau 2 tháng phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối ở Hàn Quốc, Đoàn Văn Hậu đã có thể chạy trở lại trên máy tập và ấn định trở về Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Trước đó, Văn Hậu đã bị tổn thương sụn trên đầu gối và phải tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện SG Sport vào giữa tháng 11 theo chỉ định của bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội. Hiện tại, Văn Hậu đang bắt đầu tăng cường các bài tập về cơ. Anh chủ động không về quê ăn Tết cùng gia đình để có quá trình hồi phục tốt nhất. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng tranh thủ thời gian ở Seoul để gặp gỡ bạn bè và chăm sóc lại vẻ ngoài của mình tại một tiệm cắt tóc gần nơi anh đang ở. Dự kiến sau khi về nước, Văn Hậu sẽ tiếp tục hồi phục cùng các bác sĩ của câu lạc bộ Hà Nội và có thể sẽ tập hồi phục tại trung tâm PVF, cơ hội để anh có thể kịp tham gia SEA Games 31 hiện vẫn còn bỏ ngỏ sau 2 năm liên tiếp phải vật lộn với các chấn thương. Ở phần cuối bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp. Đây cũng sẽ trả lời chào kết của bản tin bóng đá Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chiều 20 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ dự định có trận đấu nội bộ để ra soát và đánh giá lực lượng trước khi rút gọn danh sách những cái tên lên đường sang Úc vào ngày 21 tháng 1. Tại buổi tập ngày 18 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giảm bớt khối lượng tập luyện để các tuyển thủ đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất. Các phương án về nhân sự đang được rà soát kỹ lưỡng cho 2 trận đấu quan trọng trước mắt với đội tuyển Úc và đặc biệt là trận đấu trên sân nhà tiếp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1 Tết Nguyên đán. Hiện tại, tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại sau khi đảm bảo đủ điều kiện y tế. Văn Toàn và Tiến Linh cũng đã âm tính với Covid-19 nhưng vẫn đang trong thời gian tự cách ly. Danh sách rút gọn 23 cầu thủ sẽ được chốt trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Úc vào ngày 21 tháng 1 để đá trận lượt về với đội tuyển Úc vào ngày 27 tháng 1. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.